Avezanh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezanh. Xin chào tất cả các bạn học sinh thân mến. Cô Trang rất vui được gặp lại các bạn trong nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Như các con đã biết thì trong một tác phẩm văn bản hay là bất cứ một tác phẩm nào khác, khi mà nhân vật nói chuyện, giao tiếp với nhau, bên cạnh những lượt lời, bên cạnh những lời đối thoại, thì đôi khi chúng ta thấy nhân vật đôi khi bộc lộ suy nghĩ của mình mà không bộc lộ thành tiếng. Và những suy nghĩ ấy đơn giản chỉ là lời mà nhân vật ấy tự nói với chính bản thân mình. Vậy thì những suy nghĩ ấy được gọi là gì? Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một nội dung kiến thức vô cùng quan trọng trong phần tiếng Việt của chương trình ngữ văn lớp 9, đó chính là tìm hiểu về đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm. Cô mời tất cả các bạn chúng ta sẽ cùng mở sách giáo khoa ngữ văn lớp 9 trang 176 để chúng ta đến với bài học ngày hôm nay. Và với bài học này thì cô Trang sẽ giới thiệu tới tất cả các bạn, mục tiêu của bài học. Chúng ta sẽ có 3 mục tiêu quan trọng như sau. Đầu tiên là mục tiêu về kiến thức. Các bạn sẽ nắm được và biết cách vận dụng kiến thức liên quan tới độc thoại và độc thoại nội tâm để giải quyết một số câu hỏi ở trong sách giáo khoa cũng như là bài tập luyện tập. Thứ hai là nội dung liên quan tới năng lực, là các bạn sẽ có kỹ năng vận dụng để giải quyết bài tập. Và cuối cùng là kỹ năng liên quan tới phẩm chất, là các con sẽ yêu quý và trân trọng cũng như là biết cách giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Chúng ta sẽ đến với nội dung đầu tiên, phần 1 La Mã, tìm hiểu đối thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự. Đối với nội dung này thì đầu tiên cô mời tất cả các bạn chúng ta sẽ cùng nhau mở sách giáo khoa ngữ văn trang 176 và chúng ta sẽ đọc đoạn trích làng. Cô Trang sẽ đọc cho các bạn cùng nghe nhé. Một nhỏ đọc đoạn trích sau. Có người hỏi, sao bảo làng chợ giàu tinh thần lắm cơ mà? Ấy thế mà bây giờ đổ đốn ra thế đấy. Ông hai trả tiền nước, đứng dậy, chèm chẹp miệng, cười nhạt một tiếng, vươn vai nói to. Hà, nắng gớm, về nào. Ông lão vờ đứng lảng ra chỗ khác rồi đi thẳng. Tiếng cười nói xôn xao của đám người mới tản cư lên ấy vẫn dõi theo. Ông nghe rõ cái giọng chua lanh lẳng của người đàn bà cho con bú. Cha mẹ tiên sư nhà chúng nó đói khổ ăn cắp ăn trộm, bắt được người ta còn thương. Cái giống Việt gian bán nước thì cứ cho mỗi đứa một nhát. Ông hai cúi gằm mặt mà đi. Ông thoáng nghĩ đến mụ chủ nhà. Về đến nhà, ông hai nằm vật ra giường. Mấy đứa trẻ hiểu, mấy đứa trẻ thấy bố hôm nay có vẻ khác, len lét đưa nhau ra đầu nhà chơi sậm chơi sụi với nhau. Nhìn lũ con tủi thân, nước mắt ông lão cứ ràn ra. Chúng nó là trẻ con làng Việt gian đấy ư? Chúng nó cũng bị người ta rẻ rúng hắt hủi đấy ư? Khốn nạn, bằng ấy tuổi đầu. Ông lão nắm chặt hai tay lên mà rít lên. Chúng bay ăn miếng cơm hay miếng gì vào mồm mà đi làm cái giống Việt gian bán nước để nhục nhã thế này. Trích trong tác phẩm làng của nhà văn Kim Lân. Đối với bài tập này thì có đưa ra cho chúng ta 5 câu hỏi ở trong sách giáo khoa trang 177. Và cô Trang sẽ cùng các bạn giải quyết 5 câu hỏi đấy nhé. Câu hỏi đầu tiên của chúng ta như sau. Trong 3 câu đầu đoạn trích thì là lời của ai nói với ai và có ít nhất mấy người tham gia. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đọc lại 3 câu đầu của đoạn trích. Có người hỏi, sao bảo làng chợ giàu tinh thần lắm cơ mà? Ấy thế mà bây giờ đổ đốn là thế đấy. Ông hai trả tiền nước, đứng dậy, chèm chẹp miệng, cười nhạt một tiếng, vươn vai nói to. Hà, nắng gớm, về nào. Như vậy thì chúng ta có thể thấy được rằng trong 3 câu đầu này là lời của những người phụ nữ tản cư nói chuyện với nhau và có ít nhất 2 người đã tham gia vào cuộc đối thoại, bởi vì ở đây có xuất hiện 2 lượt lời và 2 lượt lời này biểu thị bằng dấu gạch đầu dòng. Các bạn có thể theo dõi ở trong sách giáo khoa. Câu hỏi thứ 2 của chúng ta như sau. Mục đích nói của họ là gì? Em hãy
em nhận ra đây là lời của hai người dựa vào những dấu hiệu nào? À, vậy thì cô Trang cũng đã vừa bật mí cho các bạn rồi. Đây là nội dung lời nói của họ thì hướng vào câu chuyện làng chợ dầu theo Việt Gian, và hình thức thì biểu hiện bằng hai dấu gạch đầu dòng. À, cái điều này thì rất là dễ phân biệt, bởi vì khi mà đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật, tác giả thường có dấu gạch đầu dòng, hoặc khi là trích dẫn thì sẽ có dấu đóng mở hoặc kép. Câu hỏi tiếp theo của chúng ta như sau. Câu Hà nắng gớm về nào của ông hai là lời nói của ông với ai? Và đây có phải là một câu đối thoại hay không? Và vì sao? Vậy thì đối với câu hỏi này, chúng ta sẽ cùng nhau nhớ lại kiến thức văn bản cũng như là đọc lại nội dung ở trong sách giáo khoa, và chúng ta có thể thấy được rằng đây là lời nhân vật ông hai tự nói với chính bản thân mình, và đây không phải là một câu đối thoại vì nó không có lượt lời đáp lại. Chúng ta lưu ý nhé, đây là lời ông hai nói với chính bản thân mình. Và khi đọc lại nội dung của văn bản thì đây chính là cái cách mà ông hai biểu hiện cái sự gì nhỉ? Sự ngại ngùng, sự tự ti xấu hổ, và dường như ông sợ người khác biết tới sự xuất hiện của ông. Ông là người làng chợ dầu, và câu nói này chỉ là lời nói của ông hai tự nói với chính bản thân mình để tìm một cái lý do để trở về nhà. Và ở đây người ta có đặt ra cho chúng ta một câu hỏi nữa, là các bạn hãy tìm thêm những câu văn khác trong đoạn trích có đặc điểm tương tự như những câu văn trên. Vậy thì các bạn hãy cùng nhau đọc lại sách giáo khoa văn bản làng, và chúng ta sẽ giúp cô Trang tìm ra một số câu văn có đặc điểm như là câu nói của ông hai nhé. Với câu này thì cô Trang sẽ gợi ý cho các bạn câu văn như sau. Ông hai đã nói rằng là chúng bay ăn miếng cơm hay miếng gì vào mồm mà đi làm cái giống Việt Gian bán nước để nhục nhã thế này. Thì đây cũng chính là lời ông hai tự nói với chính bản thân mình vì nó không có lượt lời đáp lại. Chúng ta có một câu hỏi tiếp theo, đây cũng chính là câu hỏi ở trong sách giáo khoa. Những câu như chúng nó cũng là trẻ con làng Việt Gian đấy ư, chúng nó cũng bị người ta rẻ rúng hắt hủi đấy ư, khốn nạn bằng ấy tuổi đầu, là những câu ai hỏi ai? Và tại sao những câu này không có dấu gạch đầu dòng như những câu nêu ở câu A và câu B? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết tình huống này nhé. Những câu nói này là lời ông hai tự nói một mình, và mục đích để lảng tránh, để thoái lưu, để thoái lui. Và chúng ta có thể thấy được rằng những cái lời nói này nó khác so với câu A và câu B, bởi vì đó chính là lời độc thoại của nhân vật ông hai. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đặt ra câu hỏi, độc thoại là gì và đối thoại là gì? Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết những cái vấn đề dễ trước. Như các bạn đã biết, đối thoại thì chính là lời của một người nào đó nói với chính mình hoặc nói với một ai đó trong tưởng tượng. Chúng ta sẽ đọc lại câu văn này và chúng ta nhận xét rằng đây chính là lời ông hai tự nói một mình với mục đích là để lảng tránh, để thoái lưu, để thoái lui và để biện hộ cho chính bản thân mình. Và đây chúng ta có thể nhận xét đây chính là lời độc thoại của nhân vật ông hai. Vậy thì độc thoại là gì? Độc thoại chính là lời của một người nào đó nói với chính mình hoặc là nói với một ai đó trong tưởng tượng. Và thường thì lời độc thoại này không được nói ra, không được bộc phát ra bằng lời nói, mà nó chỉ dừng lại ở suy nghĩ của nhân vật. Rồi chúng ta lại có câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi của chúng ta như sau. Vậy thì trong văn bản trên có những hình thức diễn đạt nào, và nêu cho cô tác dụng của hình thức diễn đạt đó. Trong văn bản này thì chúng ta thấy được rằng là có 3 hình thức diễn đạt. Cụ thể đó là đối thoại này, độc thoại và độc thoại nội tâm. Đối thoại thì chính là những lời nói của những người đàn bà tản cư, còn lời độc thoại là lời nói của nhân vật ông hai nói những câu nói ví dụ như là Hà nắng gớm về nào là lời độc thoại của ông, còn lời độc thoại nội tâm chính là suy nghĩ của nhân vật ông hai khi mà ông trở về nhà và nghĩ những cái lý do để bao biện cho chính mình. Và những cái lời độc thoại này thì tạo cho
những cái hình thức diễn đạt này, ba hình thức diễn đạt này thì tạo cho câu chuyện có không khí như là cuộc sống thật và thể hiện thái độ căm giận của nhân vật ông hai, qua đó giúp cho tác giả khắc họa sâu sắc tâm trạng dằn vặt, đau đớn của nhân vật ông hai khi mà nghe tin làng chợ giàu theo giặc. Đây chính là ý đồ của tác giả khi sử dụng đa dạng phương thức biểu đạt, đó chính là đối thoại này, độc thoại và độc thoại nội tâm. Vậy thì câu hỏi đặt ra cho chúng ta như sau: các con hãy giúp cho cô Trang phân biệt thế nào là đối thoại và thế nào là độc thoại. Chúng ta sẽ có một bảng so sánh như sau. So sánh đối thoại và độc thoại có điểm gì giống và khác nhau? Ở trên đây chính là bảng so sánh gợi ý của cô Trang. Đầu tiên, đối thoại và độc thoại nội tâm. Độc thoại và độc thoại nội tâm thì có điểm giống nhau như sau. Nó đều là lời nói của một người nào đó nói với chính mình hoặc là nói với ai đó trong tưởng tượng. Tức là đôi khi nó không được bộc phát ra thành những lời nói trực tiếp, mà nó đơn giản chỉ dừng lại ở suy nghĩ hoặc là nói với chính mình. Vậy thì điểm khác nhau giữa hai hình thức này là gì? Độc thoại thì là nói thành lời và thường thì có dấu gạch đầu dòng. Còn độc thoại nội tâm thì không được nói thành lời mà được biểu hiện bằng suy nghĩ và nó thường không có dấu gạch đầu dòng để phân biệt. Đây chính là sự phân biệt cơ bản nhất giữa độc thoại và độc thoại nội tâm. Tiếp đến là chúng ta sẽ cùng nhau chuyển đến nội dung tiếp theo, đó chính là luyện tập. Cô Trang và các bạn sẽ cùng nhau giải quyết một số bài tập đưa ra ở trong sách giáo khoa trang 178. Các bạn sẽ cùng nhau mở sách giáo khoa ra và chúng ta sẽ cùng nhau làm từng bài tập một nhé. Trước khi đến với những bài tập này thì cô Trang sẽ đọc cho các bạn nội dung của câu hỏi, cũng chính là bài tập thứ nhất ở trong sách giáo khoa. Một nhỏ, phân tích tác dụng của hình thức đối thoại trong đoạn trích sau đây. Mãi khuya, bà hai mới chống gối đứng dậy. Bà lẳng lặng xuống bếp châm lửa ngồi tính tiền hàng. Vẫn những tiền cua, tiền bún, tiền đỗ, tiền kẹo. Vẫn cái giọng rì rầm thường ngày. Này, thầy nó ạ. Ông hai nằm rũ ra ở trên giường không nói gì. Thầy nó ngủ rồi à? Gì? Ông lão khẽ nhúc nhích. Tôi thấy người ta đồn. Ông lão gắt lên. Biết rồi. Bà hai nín bặt. Không gian nhà lặng đi, hiu hắt. Đây là một đoạn trích ở trong tác phẩm Làng của nhà văn Kim Lân. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau chỉ ra hình thức đối thoại ở trong đoạn trích này. Trước khi chỉ ra hình thức đối thoại thì cô Trang sẽ giúp các bạn chỉ ra những cái lượt lời, những lượt lời, lời trao và lời đáp của hai nhân vật ở trong tác phẩm này như sau. Ở đây có lời trao, có ba lời trao của nhân vật bà hai. Này thầy nó ạ. Thì lời đáp của ông hai thì ông nằm im không nói gì, tức là lời đáp ở đây bị khuyết. Thứ hai là thầy nó ngủ rồi ạ, thì ông hai đáp lại là gì. Tôi thấy người ta đồn, thì ông hai đáp lên, ông hai gắt lên và đáp là biết rồi. Như vậy thì chúng ta có thể thấy được rằng ở đây thì khuyết một lời đáp của nhân vật ông hai. Và từ cái hình thức đối thoại này cho chúng ta thấy được tâm trạng của nhân vật ông hai là tâm trạng chán chường, buồn bã, đau khổ và vô cùng thất vọng của nhân vật ông hai khi mà nghe tin làng chợ giàu theo Việt Gian. Tiếp đến, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết bài tập số 2 ở trong sách giáo khoa. Câu 2 của chúng ta như sau. Câu 2 ở trong sách giáo khoa thì các bạn có thể về nhà và luyện tập thêm. Cô Trang sẽ đưa ra một bài tập thứ hai để cho các bạn luyện tập, là các bạn hãy giúp cô phân tích tác dụng của hình thức đối thoại trong đoạn văn sau đây. Đây chính là đoạn trích Lão Hạc của nhà văn, đoạn trích trong tác phẩm Lão Hạc của nhà văn Nam Cao. Hôm nay Lão Hạc sang nhà tôi, vừa thấy tôi, lão báo ngay. Cậu Vàng đi đời rồi, ông giáo ạ. Cụ bán rồi. Bán rồi, họ vừa bắt xong. Lão cố làm ra vui vẻ, nhưng trông lão cười như mếu và đôi mắt lão ẩn ẩn nước. Tôi muốn ôm choàng lấy lão mà òa lên khóc. Vậy thì nhiệm vụ của chúng ta đó chính là giúp cô Trang phân tích hình thức đối thoại
trong đoạn văn này. Vậy thì trong đoạn văn này chúng ta có thể thấy được đây là lời đối thoại của nhân vật Lão Hạc và nhân vật ông giáo. Và trong đoạn trích này chúng ta thấy xuất hiện những lượt lời như sau. Là lời chào của nhân vật Lão Hạc: cậu Vàng đi đời rồi ông giáo ạ. Thì lời đáp của ông giáo là cụ bán rồi. Và nhân vật Lão Hạc trả lời lại là bán rồi, họ vừa bắt xong. Và ở đây thì chúng ta không thấy lời đáp của nhân vật ông giáo. Vậy thì hình thức đối thoại này mang đến hiệu quả diễn đạt như thế nào? Đó chính là tâm trạng chán trường, buồn bã, đau khổ và bất lực của nhân vật Lão Hạc khi mà bán đi con chó. Tiếp đến chúng ta còn thấy được là tâm trạng thông cảm và vô cùng thương hại, không thể nào nói lên thành lời của nhân vật ông giáo dành cho nhân vật Lão Hạc. Thì đây chính là tác dụng của hình thức đối thoại ở trong đoạn trích này. Tiếp đến cô Trang sẽ cho các bạn đọc tham khảo thêm một đoạn trích tiếp theo. Các bạn sẽ cùng nhau chú ý lên trên bảng và cô Trang sẽ đọc cho các bạn nghe nhé. Chao ôi, đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bẩn tiện, xấu xa, bỉ ổi. Toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn, không bao giờ ta thấy họ đáng thương, không bao giờ ta thương. Vợ tôi không ác, nhưng thị khổ quá rồi. Một người đau chân có bao giờ quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu. Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau, ích kỷ che lấp mất. Tôi biết vậy nên tôi chỉ buồn chứ không nỡ giận. Đây chính là một đoạn trích trong tác phẩm Lão Hạc của nhà văn Nam Cao. Vậy thì đối với đoạn trích này chúng ta lại không thấy xuất hiện hình thức đối thoại, mà đơn giản ở đây chính là độc thoại nội tâm của nhân vật ông giáo khi suy nghĩ về người vợ của mình. Vậy thì chúng ta có thể thấy được thông qua độc thoại nội tâm đã giúp cho nhân vật ông giáo thể hiện sự cảm thông dành cho người vợ nghèo khổ, tội nghiệp của mình. Và đây chính là lý do để cho nhân vật ông giáo thương và thương cảm và thấy tội nghiệp cho người vợ của mình hơn. Còn bài tập số 2 thì các bạn sẽ về nhà luyện tập thêm cho cô Trang nhé. Và bài học của chúng ta thì đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những bài học lần sau. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.